Em bị cái u bã đậu này bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi. Em có đi khám ở đâu không? Dạ em có lên trạm y tế khám rồi. Rồi ở dưới đây bác sĩ bảo nói em sao? Bảo là bị mụn cám, mụn mỡ dưới À, mụn cám mụn mỡ dưới da rồi em không điều trị hả? da Rồi bác sĩ có kêu em điều trị không hay là gì. em kêu điều trị em không điều trị? Dạ có, nhưng mà tại nhà nhà em xa trung tâm á, em không đi được. Là không đi được. Dạ lúc đó em còn đang học. Ừ. Rồi bây giờ sao em mong muốn điều trị cái này? Dạ. Rồi rồi sao giờ mấy năm không điều trị giờ mới đi điều trị cái này? Giờ lên lên đây thì em mới đi. À, có nghĩa là bây giờ em hiện tại đang học ở Sài Gòn. Dạ. Ừ. Bây giờ em đang ở Gò Vấp đúng không? Dạ. Ừ. Rồi. Ở nhà em có bôi thoa gì không? Mà cả má em cũng bị những cái u bọ đậu nhỏ rất là nhiều. Ừ. Những vùng này là một u bọ đậu không? Chân nó rất là sâu. Và thường lấy cái mụn này xong thì cái sẹo EBK rất là nhiều. Vậy nên nếu lấy mụn này xong mà bán bị sao được thì nó không bị cái sẹo EBK. Ok. Cái này nó chai đúng này đúng không? Không được cạy nữa nha. Dạ. Ok, về mua thuốc bôi vào nha. Thuốc thuốc tên Thuốc gì vậy? cho chị mụn á, một lát nữa các bạn sẽ nói em nha. Đây là thường u bã đậu, thì thường khi mà lấy này nó sẽ để những cái sẹo này, sẹo sâu như thế này, sẹo APK như này, sẹo sâu hoặc nhiều những cái sẹo găm găm nhỏ nữa nhé, nhiều sẹo găm găm nhỏ. Vậy nên cái u bã đậu đấy mà bán được công nghệ cao biết sẹo ấy thì nó rất là tốt. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý cái, mình sẽ đi từng vùng đi. Thì nữa sẽ em sẽ nói về cái u bã đậu này ấy, thì đầu tiên là nó sẽ u nhỏ nhỏ như thế này. Thì cái này là do cái sự bài tiết tuyến dầu của mình cũng như là cái cơ địa mỗi người sẽ có một cái loại mụn viêm mụn ẩn khác nhau. Vậy thì khi quá trình nó chỉ bị những cái mụn ẩn như thế này thôi hoặc mụn u bã đậu nhỏ nhỏ như thế này, thì như bạn nói là nó hình thành 2 năm nay, thì 2 năm nay là đầu tiên nó to như thế này hay là bây giờ nó mới to vậy? À, con trai em trai Dạ. bây giờ nó mới to vậy hả? Dạ. Nó bắt đầu to lên từ hồi em học lớp 10. Nào, bắt đầu to năm 10. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ chắc chắn khi làm thì các con sẽ đưa cái đầu kim vát lên đây đúng không? Đúng chưa? Rồi xử lý này. Mình mở rộng ra xíu. Cái chỗ này thì nó bắn bích xeo vào. Và lại nó rất là lâu rồi, giống như là các em cứ tưởng tượng là